Và ngày hôm nay thì 79 mãi đỉnh đang di chuyển như một vị thần vậy. Bắt dính chính xác trắng máu kìa, và đó là đốc cao rồi. Nó hoàn toàn xứng đáng với màn thể hiện của 79 mãi đỉnh anh em ạ. Anh em cùng nhìn này, 4799 di chuyển nhưng đó thì cũng đón đầu của 79. Và thất kích đã được tung ra để tiễn đưa 4799 vào đèn nghỉ cuối cùng. Tuy nhiên vẫn còn cơ hội dành cho 4799 ở trong vòng đấu ngày mai. Quá hay. Trận đấu bắt đầu. Và chúng ta đã thấy được những tình huống chụp ảnh đầu tiên đến từ Sầu Vạn Kiếp. Xà Cân đã xuống ngựa và chụp xương gà rồi. Di chuyển rất gần để tận dụng hấp tinh nghiệm và vô hình độc. Và ngưỡng nghi chân khí của Sầu Vạn Kiếp cũng đã nổ lên. Rồi toạch. Đó là sự nguy hiểm của ngũ độc anh em ạ. Chúng ta sẽ cùng nhìn lại nào. Một pha khinh công ra xa và một pha nhảy vào như đá vào mặt của Sầu Vạn Kiếp vậy. Chúc mừng cho Xà Cân, anh đã giúp cho liên minh của M và Sao Đoàn thêm một tấm vé nữa. Rồi, chúng ta đã có tình huống knockout xảy ra. Và không có gì đặc biệt cả anh em ạ. Đó là tình huống kết liễu chính xác đến từ Vi Trúc An. Chị đã là cái tên vượt qua cửa tử để bước tiếp vào vòng trong. Anh em ạ, thời điểm này lượng máu của hai cao thủ trong hành trang chỉ còn tầm lại trên dưới 10 bình. Những sai số ở trong thời điểm này xuất hiện nhiều hơn. Và Ngọc Trinh hết máu rồi. Trinh ơi, anh mất tem thật rồi. Trinh ơi, 4788 vòng boy phố Hà Nội. Một lần nữa chúng ta thấy được rằng không phải chỉ có Sóc Sơn mới là thánh địa của thánh gióng em ạ. Linh khí của thành Thăng Long vẫn đang được 4788 giữ được rất tốt. Nào, chúng ta sẽ cùng nhìn về chênh lệch sát thương. Ngọc Trinh bị đánh trúng là 316.706 điểm, 4788 là 307.013. Vậy là chênh lệch nhau tầm khoảng 9.000 đam anh em ơi. 40 giây. Yến Xích Long như đang chỉ tay về phía bên tay phải, nói với Kang Mi rằng: "Đây, cửa về ở đây, mời bạn, xin mời, mời bạn về." Đó. 40 giây cuối cùng. Và nó tiếp tục là một sàn diễn của Lai Yến Xích Long. Cơ hội cuối cùng để cho Kang Mi có thể đột tử được Yến Xích Long. Anh em có thể đọc ở chuyện cổ của Grimm, những câu chuyện mà chúng ta thường xuyên nghe được ở trong tuổi thơ. Nhưng bây giờ đã ngoài 30 rồi thì những câu chuyện đó nó là vô nghĩa anh em ạ. Rồi, trận đấu kết thúc. Không có gì ngoài sự nhận định của chúng ta. Yến Xích Long đã có một chiến thắng rất ngọt ngào và thuyết phục.